Dạ, xin kính thưa cô chú anh chị và các bạn, thì video vừa rồi Phong đã tới cái hoàn cảnh của anh Vũ là bị cháy nám mà nguyên khuôn mặt á, bây giờ đang gần nhiễm trùng dữ lắm rồi. Và sáng nay thì có nghe thông tin là đã có bác sĩ vô khám á, thì nói cái bệnh tình này là phải đi càng sớm càng tốt. Thì hôm nay Phong đi tới đây á, là xác định là tìm người để mà cùng với anh Vũ đi bệnh viện. Thì theo Phong nghĩ sẽ dẫn anh Vũ này nè đi bệnh viện Hữu Nghị, nhưng mà phải có người để mà theo chăm sóc nuôi. Thì Phong tới để Phong nói chuyện với chú này nè, là chú ơi, là lúc mà đưa anh Vũ mà đi bệnh viện á, thì chú có đi với anh Vũ để mà chăm sóc anh được không? Dạ. À, nếu vậy thì con mừng dữ lắm. Thì con sẽ chú nuôi đây, thì mỗi ngày thì sau đó con sẽ gửi cho chú một phần tiền, như là một ngày chú làm nhiêu vậy đó thì con sẽ gửi cho chú đó nha, để mà cái đó là chi phí để mà chú nuôi chứ anh Vũ nha. Dạ dạ. Thì chú nhận mà để mà nuôi anh Vũ trong bệnh viện á, thì cái đó con rất vui đó. Thì theo như là con gửi một ngày cho chú nhiêu được chú Tấn? Cái này coi như tùy đến cho anh. À tùy ha. Dạ thì mỗi ngày thì con sẽ gửi cho chú 200 ha. Dạ. Rồi thì cứ như là mỗi ngày nhân lên thôi ha chú Tấn. Dạ. Dạ, đó chú nhận lời được vậy là con mừng dữ lắm á. Thì vừa rồi con tới con cũng thấy là chú chăm sóc cho anh Vũ cũng là rất nhiệt tình luôn, và lo luôn cái miếng ăn cho bàn thờ của ba của anh Vũ đã mất nữa, thì con quý chú dữ lắm. Thấy chú là sức khỏe không có nè, thì con thấy cái bú rồi nè. À, thì thấy chú cũng sức khỏe cũng đã lớn rồi, nhưng mà thấy chú chịu nuôi cho anh Vũ là con mừng dữ lắm. Thì con sẽ gửi chú, và cũng mong rằng là bệnh tình của anh Vũ á, nó sẽ được cải thiện để mà đi về sớm ha chú Tân. Dạ dạ. Đó, hôm nay thì đi tới thấy anh Vũ á là có phần da nó bị lột quá rồi, mà nếu có phần lột này á nó bị lột rồi thì sẽ dễ nhiễm trùng như lắm. Trời ơi, có phần mắt bên đây mủ dữ dằn luôn rồi, khủng khiếp luôn rồi. Rồi cái này là phải cực kỳ sớm rồi đó. Phong đã tìm được người là nuôi anh Vũ á, là anh chú Tuấn này rồi. Thì bây giờ còn vấn đề nữa là đưa anh Vũ này đi càng sớm càng tốt, thì phải tìm xe cứu thương. À, và có một thầy là thầy Tiên đã liên lạc với bên xe. À, cái xe hiện giờ nó hứa hẹn mình sao vậy thầy? Thì mình đã vừa liên lạc với xe từ thiện ở bên chị Dung ở bên phường Tân Quy Đông. Yeah. Thì xe từ thiện, cấp cứu từ thiện ở bển đã hứa là sáng mai là rảnh từ 11 giờ sáng cho tới chiều. Yeah. Thì xe sẽ mình xong cái bên đây giấy tờ rồi mình lấy xong mình sẽ điện. Thì xe người ta sẽ qua. Dạ, vậy là đi cao lạnh. Vậy là 11 giờ ha. Từ 11 giờ trở lên là xe sẽ rảnh. Dạ. Để đi với mình. Rồi, vậy là phải cái này là càng đi sớm càng tốt để mà chữa trị, chứ khả năng là nhiễm trùng rất cao. Như vậy là cái bước tiếp theo của sáng mai của mình rất là quan trọng á, là mình phải lấy được giấy tờ. Dạ. Bây giờ mới nãy mình đã liên hệ với cái chị chủ nhà trọ, chị đã nói liên lạc với cái anh đang giữ giấy tờ của anh Vũ này nè. Dạ. Là gồm có sổ hộ nghèo, bảo hiểm y tế của anh, rồi yeah, cộng với một cái sổ gì mà ở bên thương binh xã hội người ta phát tiền á. Yeah. Thì mình phải nhận được ba cái hồ sơ đó để em ơi mình đem theo mình đi lên bệnh viện mình trình cho bệnh viện. Dạ dạ dạ, đúng rồi được. Thì cái đó mình trước tiên phải có giấy. Yeah. Rồi thứ hai nữa là đã có xe luôn rồi ha. Yeah, và thứ ba là đã có được cái người để mà nuôi anh Vũ lúc ở bệnh viện. Thì nói chung là bây giờ cũng sắp xếp một chuyện được rồi, thì ngày mai sẽ cố gắng đưa anh Vũ đi sớm thôi. Ngày mai thì mình cũng ở bên mình theo dõi theo cái vụ của anh Vũ này là từ đầu tới giờ. Dạ. Thì hôm nay là cũng nhờ được anh Phong ở bên kênh dạ, YouTube là Phong Râu. Dạ. Tới hỗ trợ tiếp ở bên mình, thì anh Phong sẽ ngày mai sẽ đi theo anh Vũ đi Cao Lãnh. Dạ, dạ. Em dạ, ngày mai em đi Cao Lãnh thì dạ, tới đó đóng viện phí bao nhiêu á, dạ, dạ, thì em sẽ trích ra. Dạ, dạ. Nhờ anh Phong đi theo để lo cho anh Vũ giùm, rồi chừng nữa nhóm mình sẽ tiếp tục hỗ trợ tiếp. Dạ, dạ. Coi dạ, phương án làm sao rồi dạ, bác sĩ định cái bệnh sao đi. Dạ. Rồi lúc đó sẽ có phương án dạ, để mà hỗ trợ anh Vũ tiếp thế nào. Dạ.
À, trước tiên là vô được bệnh viện đi rồi bác sĩ phán sao trước đi. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy nhiều nha. Rồi vậy nha. Rồi cảm ơn Phong. Dạ dạ. Cái này mỗi ngày mình vệ sinh á là mấy lần nha chú Tấn? Sáng trưa chiều. Sáng trưa chiều luôn ha. Mà bữa nay á là thấy hình như nó dữ tợn hơn phải không chú Tấn? Nó dữ tợn tại cái bộ mắt. Cái bộ mắt. Cái sức bộ mắt này hả? Cái này bác sĩ đưa kêu mua hay sao chú Tấn? Bác sĩ kêu mua. Trắng trắng đó là bô mát đó ha. Nhưng mà cái chỗ con mắt á là sao, nó là mũ hay là cho bô mát? Mũ. Mũ hả? Trời ơi, thấy bữa nay giờ mà nó lột ra mà nó tiền ngàn luôn rồi. Bữa trước vô quay thì nó nắm sấm xịt ha. Đúng rồi, thấy quá trời rồi. Trời ơi, cái này phải đưa càng sớm càng tốt. À, thì quý cô chú anh chị ơi, thấy hoàn cảnh này là Phong không thể nào lơ được rồi. Thì Phong đã đưa hình và cũng có rất nhiều cô chú anh chị muốn đóng góp. Thì bây giờ hôm nay là thứ hai mà Phong chỉ nhận được một số khoảng 4-5 triệu thôi. Thì nhiêu đó cũng chưa có thấm đâu vào đâu. Thì sẽ mong rằng là sẽ nhận sớm nguồn tiền đó để mà Phong mạnh dạn để mà giúp đỡ cho anh Vũ như thế nào nhé. Ôi, quá trời quá đất luôn rồi. Cái này á vừa... Thì hiện tại giờ đó Phong đứng Phong quan sát á, thì cái phần da của anh Vũ nó đã lột ra nhiều. Và những cái phần da ở đó là thấy nó chèn nhèn rồi, là như nó đã có phần mũ nó tươm á. Là phần mũi á, thì thấy cũng đen kịnh luôn. Thì bây giờ cái từ tả á, là từ khủng khiếp rồi. Chính vì vậy á, là Phong á, là cùng anh em là quyết định đi tới để tìm phương án là đưa anh Vũ đi bệnh viện càng sớm càng tốt. Có mấy phương án là Phong đang tính là tìm người, thì cũng đã tìm được người để mà nuôi anh Vũ khi anh Vũ ở bệnh viện. Đó là chú Tuấn, chú mà bị bủ cổ á. Còn thứ hai là tìm phương tiện là đã kiếm được xe cấp cứu 11 giờ ngày mai sẽ chở anh Vũ đi lên bệnh viện Hữu Nghị. Thì mong rằng là sẽ được đi sớm và điều trị sớm để mà anh Vũ được cứu, chứ khả năng là nói xấu ra đó thì nhiễm trùng rồi nó sẽ dễ mất lắm, dễ tử vong lắm. Chính vì vậy phải cứu anh Vũ càng sớm càng tốt. Nhiễm trùng nhiều quá rồi. Sáng nay có một bác sĩ đi tới thì bác sĩ nói cái này là phải đi càng sớm càng tốt, là nếu ngày mai hoặc ngày mốt là sẽ bị nhiễm trùng. Mình nói tứ mà nhiễm trùng rồi thì sẽ dẫn đến tử vong rất cao. Thì Phong hiện giờ cũng nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân rồi, sẽ mong rằng được nhiều sự đóng góp của quý cô chú anh chị trong và ngoài nước để mà giúp anh Vũ điều trị khi mà ở bệnh viện nhé. Phong xin kêu gọi cộng đồng mạng hãy giúp đỡ anh Vũ. Quá trời luôn rồi. Giờ anh ốm luôn rồi, sức khỏe không có, bị con này nữa mà máu nó nhiễm trùng nữa thì thôi sớm lắm. Cũng là cái anh Vũ này cũng có cái duyên đó, em đăng lên thì cũng có rất nhiều cô chú là thương và giúp đỡ, nhưng mà do cái thứ bảy chủ nhật á thì chuyển khoản này nó cũng khó. Thì mong rằng hôm nay thứ hai đó hoặc thứ ba là Phong sẽ nhận sớm để mà hỗ trợ cho anh Vũ sớm. Còn phải lo cho anh Vũ nè. Còn bây giờ á là mỗi ngày á là phải cúng cơm cho ba của anh Vũ đây. Ba anh Vũ á thì mất cách đây cũng mười mấy ngày rồi. Mười mấy ngày rồi chú Tư? 14 ngày rồi, có như được 2 thất ha. Trời ơi, những chú phải lo cho con mà bây giờ cơm cũng không có thiếu bữa nào cho cha nữa nè. Tươm tất ghê hơn. Cái này món chay hả chú Tư? Món chay. Dạ.
con sẽ cố gắng để mà giúp cho anh Vũ ha, sẽ mau chóng được mà hồi phục nha chú Tư. Dạ, cũng chăm sự nhờ chú, tại vì chú cũng nói để đi theo anh Vũ á, chăm sóc cho bệnh viện á. Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi ngày mai thì con sẽ đi lại để mà hướng dẫn chú phải đem theo những gì nha, như giấy tờ này nọ, quần áo này nọ đó. Thì con sẽ gửi cho chú một số để mà chú cầm nói chi phí để mà ở trên bệnh viện nha. Dạ, rồi thôi con xin phép về nha chú Tư. Dạ. Thì Phong xin hạ like, sẽ gửi đến hình ảnh của anh Vũ khi điều trị á, thì và có khả năng ngày mai Phong sẽ đi theo để mà đi lên trên Hữu Nghị để mà xác định là bác sĩ nói gì và đóng viện phí như thế nào. Thì ngày mai Phong sẽ cập nhật thêm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video tiếp theo nói về anh Vũ. Hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi nha anh Vũ nha quý vị. Dạ, Phong xin cảm ơn.